Các em ơi, vậy là hôm nay nhé, có rất là nhiều người ở trong khách sạn để check in. Ta về đấy các em ạ. Đây là những chiếc xe điện đang lần lượt chở hành khách ra khỏi cổng Coco Bay. Và hôm nay gia đình anh cũng vậy, cũng sẽ check in. Và trước cũng 9 giờ là anh sẽ phải xuống dưới đại sảnh này để đi ra sân bay Đà Nẵng để bay về Hà Nội đấy các em ạ. Đấy, bây giờ sáng nay là bạn Soan Si cùng bạn Ngô Si đang đi một vòng của Coco Bay trước khi ra về nhé các em nhé. Đấy, hai chị em đang dắt tay nhau kìa. Vậy là gia đình nhà bạn Ngô Si kìa. Đấy, đã tập hợp hết ở dưới đại sảnh đây rồi nhé. Và bây giờ tất cả mọi người sẽ mang hành trang và đồ đạc có chuẩn bị ra xe điện để đi ra ngoài cổng lên chiếc xe Coco Bay màu tím. Và xe đấy sẽ chở gia đình bạn Ngô Si ra sân bay. Và một chuyến đi đầy hứa hẹn sẽ kết thúc ở đây các em ạ. Rồi, đi thôi. Bà Sa Si ơi, bà Si đi thôi. Ngô Si ơi, đi thôi. Tất cả mọi người đi thôi. Bây giờ mọi người đang sắp xếp hành lý để chuyển lên chiếc xe điện kia nhá. Các em ơi, chiếc xe điện đã đến nơi rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu khởi hành thôi. Có ai lên xe đi. Mọi người đang lên trên chiếc xe điện rồi các em ạ. Con lên xe đầu, ghế đầu. Tất cả gia đình bạn Cô Si đang rất là chưa. Rồi là tất cả mọi người đã lên trên chiếc xe điện này đầy đủ rồi. Và bây giờ chiếc xe bắt đầu xuất phát thôi. Vậy là tất cả mọi người đã ra đến cổng rồi các em ạ. Bây giờ mọi người đã xuống xe để chuyển sang một chiếc xe 2 tầng của Coco Bay. Và chiếc xe đấy sẽ chuyển gia đình bạn Ngô Si ra ngoài máy bay của sân bay Đà Nẵng các em ạ. Có một sự cố là chiếc xe Coco Bay đã đi, nên là gia đình nhà bạn Ngô Si đã bị nhỡ chuyến nhé. Bây giờ mọi người lại phải đi lên trên một chiếc xe điện để ra ngoài các taxi đi các em ạ. Wow, các em ơi, vì có một sự cố nhỏ là chiếc xe Coco Bay đã thay đổi lịch trình nhưng không báo cho gia đình nhà bạn Ngô Si biết. Do vậy gia đình bạn Ngô Si đã phải nhỡ chuyến đấy. Bây giờ gia đình bạn Ngô Si đành phải gọi hai chiếc taxi 4 chỗ để đưa gia đình bạn Ngô Si ra ngoài sân bay Đà Nẵng các em nhé. À, bây giờ đang di chuyển hành lý đấy các em ạ. Vậy là gia đình bạn Ngô Si đã đến sân bay rồi nhé. Và bây giờ mọi người đang di chuyển vào phía trong các em ạ. Hai chiếc taxi đã đổ và gia đình bạn Ngô Si đã xuống an toàn, đã đến sân bay rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào trong phía trong nhé để làm check-in lên máy bay đi về Hà Nội nhé. Wow, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là anh và gia đình bạn Ngô Si đã về đến Hà Nội rồi đấy. Đi thôi. Giờ là lúc mọi người đang tiến sâu vào bên trong. Và bạn San Si này, bạn San Si ơi, có mỏi chân quá đúng không? Mỏi chân quá nên bạn San Si đã phải trèo lên trên núi xếp. Tận là gia đình nhà bạn Ngô Si nhé đã check in xong tất cả các thứ rồi. Và bây giờ đã vào sân trong của đường lên máy bay rồi các em ạ. Đã vào cổng trong cái nhà chờ đấy các em. Wow, ở trong đây này họ bán rất là nhiều đồ nhá. Có một cái khay rất là nhiều kẹo mút khổng lồ kìa, bạn Ngô Si đã đến gần rồi đấy các em ạ. Ôi, bạn Ngô Si đã bảo ôi đây có rất là nhiều kẹo mút khổng lồ nhá. Toàn kẹo chúp bát chúp thôi nhá. Ôi, to chưa, màu xanh màu đỏ này nhiều vậy. Ô, mỗi một khay là có những 6 cái kẹo mút khổng lồ đấy các em ạ. Ô, nhiều thế. Con này sang bên kia cả, bên kia còn có cả kẹo em cả đấy. Bên này còn có cả kẹo em nhá, và cái kẹo quạt kìa các em ơi. Đấy, cái kẹo thằng người nó có đây là. Wow, trên này những thằng người to chưa, đây là những thằng người em nó cầm quả bóng nó cho vào trong cái rổ kìa. Thằng người này thì ok, thằng người cầm bóng cho vào rổ, thằng người thì đá bóng, thằng này cầm bóng cho vào rổ, thằng này là ôm con vịt để đi bơi đấy, nhìn chưa. Đấy, còn đây là những gói kẹo em có màu xanh lá cây và màu vàng này. Trong đấy thế có những thằng người mà có cái quạt máy bay này, sau khi chúng ta ăn xong nhá thì chúng ta lại quạt nó mát đấy các em ạ. Ô, nó còn phát sáng này. Ấy, thôi đi thôi bạn Khôn Si ơi, mình phải đi thôi, không kịp mọi người nhá. Wow, ở đây nữa này, ở đây có những thằng người đứng trên một đống kẹo em này. Đấy, đứng trên rất là nhiều kẹo em luôn, một đống luôn. Thôi đi thôi con ơi, đi. Coi đi, đi rồi, mọi người đâu hết rồi. Ôi chết rồi, mọi người đi tận xa kia kìa coi. Ở Khôn Si ơi, mọi người tận xa kìa, đuổi theo thôi, nhanh lên, chạy đi. Wow, xa quá. À, các em ơi, bà Khôn Si đã chạy đuổi theo ông bà cùng các thành viên trong gia đình nhà bạn Ngô Si kìa. Ồ, mãi tít tắp trên kia cờ, xa quá. Ồ,
và con gì vẫn cứ chạy kìa. Đấy, chạy rất là nhanh nhá. Đây rồi các em ơi, gia đình bạn con gì đã tụ tập hết ở đây rồi. Không biết bạn con gì đâu nhỉ? Ồ, bạn con gì vẫn ở dậy mãi dưới kia kìa. Đấy, vẫn đang chạy về phía những thành viên của gia đình nhà bạn con gì đấy. Nhanh lên con ơi, nhanh lên, mọi người ngồi đây hết rồi. Vào đi, vào chỗ đi, vào chỗ đi. Wow, các em ơi, ở sân bay này nhé, có một cửa hàng lưu niệm mà bán rất là nhiều các viên đá tròn hình cầu này. Đây là những viên đá hộ mệnh đấy, đó sẽ chấn cho đá phong thủy đấy, chấn cho gia đình và chấn cho ma quỷ không vào nhà nhé các em ạ. Đẹp chưa? Wow, đây có một quả đá này trong veo này, to, có cả ông tượng Phật Adidas ở trong này này, đấy, đây nữa này, đẹp vậy. Còn viên đá này hai màu, hoa biến màu luôn. Đấy, viên đá này thì màu đen này. Rất là nhiều cái viên đá các màu sắc khác nhau nhé. Còn đây là một dãy bán những đồ lưu niệm, cũng có rất nhiều các chiếc vòng của các bạn gái đấy. Rất là đẹp nhé, khác nhau. Wow, các em ơi nhìn thấy lung linh chưa này. Trời, phía này là dãy những chiếc vòng màu xanh đấy, đeo nửa phi đấy các em ạ. Đấy, đẹp chưa? Và tiếp theo là những chiếc vòng ngọc trai bằng đá đấy, thì vòng đá quý các em ạ. Rồi, màu của nó rất là đẹp nhé, màu đỏ này, màu xanh này. Ở bên này là những chiếc vòng cũng là đá quý luôn nhưng mà màu trắng. Còn sang bên này có một dãy hàng, đây là những chiếc vòng ngọc trai này, trông đẹp chưa các em? Rất là đẹp nhé. Hôm qua anh đã mua cho bạn Lucy và bà Sai xin mỗi người một chiếc vòng đá quý rồi đấy. Đây là những chiếc vòng đá quý này. Để anh xem thử nó có mắc không nhá. Wow, 65.000 một chiếc đấy các em ạ. Cũng không mắc lắm đúng không? Rất là đẹp nhỉ. Anh thấy quá là đẹp luôn đấy. Ở dưới này sao? Wow, dưới này cũng rất là nhiều đồ lưu niệm và đồ trang sức nhá. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ anh sẽ qua kia xem bạn con si đâu nhé. Đây rồi, bạn con si và những bạn nhỏ trong gia đình nhà bạn con si vẫn đang lô nhau đây là các em này, trong lúc chờ đợi lên máy bay đấy các em ạ. Wow, các em ơi, vậy là gia đình bạn con si đã check-in xong rồi và bây giờ trên đường đi lên máy bay đấy các em ạ. Mọi người đang từng dòng người một đang đổ ra máy bay nhé, và chiếc máy bay đổ ngay cạnh cầu thang. Bây giờ mọi người chỉ cần bước qua cầu thang là sẽ lên chiếc máy bay luôn đấy các em ạ. Đây này các em ơi, chiếc máy bay nó đang đổ sát sạt và luôn vào cái cổng của cái đường lên cổng máy bay đây này các em. Và gia đình bạn con xin đang đứng để đi vào đấy các em ạ. Nhìn thấy chưa? Đây rồi, máy bay đây rồi. Đấy, máy bay đổ sát luôn vào cái cổng mình đi lên nhé. Mọi người đang chạy nhìn vào đấy. Đây, đập vào mắt mình là một chú nhân viên tiếp viên hàng không đấy các em ạ. Còn gia đình bạn con xin vẫn xếp hàng đi vào kìa. Và đường rất là đông. Trên chiếc máy bay này, các dãy ghế dài hàng mấy chục mét. Đây rồi, đã tìm thấy chỗ của bạn Gosi và gia đình bạn Gosi ngồi rồi. Có ơi, có chào các bạn đi. Bạn Gosi đâu rồi? Đây này, bạn Gosi lại được ngồi gần một cái cửa sổ nhá. Bạn Gosi ơi, đấy cửa sổ đây. Đấy là cửa sổ đấy. Và cùng xem gia đình các thành viên nhà bạn Gosi ngồi đâu nhá. Các em ơi, mọi người vẫn cứ tiếp tục lên trên máy bay này. Mọi người đang tiến vào rất là đông. Đây, bạn Sa Đình Si đây các em ơi. Đây là bạn Sa Đình Si nhá. Còn đâu? Wow, mọi người ở dưới xa lắm, không ngồi cùng nhau các em ạ. Có gì vào đây? Các em ơi, vậy là bây giờ đã chuẩn bị cất cánh rồi nhá. Theo như yêu cầu thì là khi cất cánh thì tất cả các thiết bị điện thoại di động đều phải tắt máy đấy. Vậy anh xin phép tắt máy để cho chuyến bay an toàn các em nhé. Xin chào các bạn nào. Bạn Sa Đình Si có chào các bạn không? Vâng.
Bạn đâu, đâu, nhìn vào đây, nhìn vào đây. Nhìn vào đây, bạn xem gì đâu. Chào các bạn gái. Các em ơi, vậy là chuyến bay đã kết thúc rồi và đã hạ cánh an toàn nhé. Bây giờ mọi người đang theo hành lang ra khỏi máy bay các em ạ. Bạn thân trên tuyến phố này. Còn phía trước là chị Gun, bạn Gonzi và bạn Dorothy. Bạn Dorothy thì cũng phải đeo một cái túi rất là to. Đi nhanh con ơi. Wow, các em ơi, trời mưa rất là to. Đi con ơi đi. Rồi, trời mưa rất là to nhé. Các em ơi, vậy là gia đình nhà bạn Gonzi nhé đã về đến Hà Nội rồi. Và mọi người đang có đồ đạc về trong ngõ và về nhà mình đấy. Wow, một chuyến đi thật là thoải mái quá. Rồi, anh xin chào tạm biệt các em nhá. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo nhá.